Đầu tiên các anh các chị ơi, riêng cái bộ sản phẩm này mà tiếp khách đại khách nha, là khách cứa là vô cùng tấm tắc khen ngợi, hay là làm mâm cúng ở trong gia đình, thì nó sẽ là một cái bộ đồ ăn nó toát lên cái vẻ đẹp, sự ấm áp và sang trọng cho mâm cúng rất là nhiều. Đấy, gần Tết rồi khách khứa thì nhiều, và các chị em thì hay là mua bộ đồ ăn của bên Thủy Tinh Ngọc làm mâm cúng. Đấy, các chị có thể tham khảo ngay từ bây giờ cho em. Các chị nhìn cho em, hàng này là em gọi là hàng luxury, sẽ là hàng màu bên em. Hàng màu bên em sẽ có 5 màu. Đấy, một lát nữa em sẽ quay các màu sắc. Đây, hiện tại em đang cầm đây là màu xanh ngọc lục bảo ạ. Màu này thì sẽ mang đến một cái sự gọi như là sự trường thọ này, bình an và may mắn nhá các anh các chị nhá. Màu này các chị nhìn cho em này, cái màu sắc của Thủy Tinh Ngọc bên em này, sáng trắng sáng vô cùng và không sản phẩm nào có được. Đấy, tiếp theo nữa các chị ơi, có viền mạ vàng này, 22k kết hợp lung linh, tô thêm phần sang trọng cho bộ đồ ăn. Riêng cái bộ đồ ăn này là đã là một cái màu sắc nó rất là thời thượng rồi. Riêng cái bộ đồ ăn này mà kết hợp thêm hoa văn thì rất là xấu đúng không ạ? Nhìn thì đơn giản nhưng mà không hề đơn giản đâu các chị ơi. Đây các chị nhìn cho em này, nó mới và nó khác biệt hoàn toàn với các bộ sản phẩm khác. Còn bên em thì có cả hàng hoa văn. Đấy, một lát nữa các anh các chị cứ theo dõi livestream của em, một lát nữa em sẽ quay nhá. Một lát nữa em sẽ quay hàng hoa văn. Còn bây giờ thì em giới thiệu những cái đặc điểm tiếp theo của sản phẩm bên em này. Các chị nhìn cho em cái bề mặt nó vô cùng là nhẵn bóng, bóng từ trong ra ngoài và bóng từ dưới lên trên cho em, nên trong cái việc lau chùi vệ sinh nó rất là dễ dàng. Đấy, phủ nhẹ là bay hết bụi bẩn luôn các chị ơi, và đặc biệt là không bám dính, không ố vàng cho em. Sản phẩm Thủy Tinh Ngọc bên em khi mà nhận về, các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, có đầy đủ thông tin check mã vạch cho em này. Đây các chị nhìn cho em, đấy có cả địa chỉ ở Thái Lan nhá, bởi vì là sản phẩm bên em được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan cho em theo công nghệ của Mỹ. Đấy, và độc quyền tại Việt Nam. Công nghệ của Mỹ thì khi các chị nhận hàng, các chị kiểm tra giúp em dưới đáy có in logo này, USA Home Set như thế này là chuẩn hàng công ty bên em nhé. Cảm ơn anh Tuấn Anh đã follow này. Tiếp theo nữa nào, thêm một cái đặc điểm tiếp theo nha các chị ơi. Sản phẩm bên em là sản phẩm độc quyền tại Việt Nam, và các anh các chị sẽ không tìm kiếm được ở đâu sản phẩm như em đang giới thiệu và đang quay, ngoài Thủy Tinh Ngọc, ngoài kênh em đang live stream và cửa hàng bên em bán. Đã là độc quyền rồi các chị ơi. Nào tiếp theo các chị ơi, về nha, về giá cả này. Giá cả mà chắc chắn là các anh các chị rất là quan tâm rồi đúng không ạ? Trước khi đưa Thủy Tinh Ngọc về Việt Nam thì công ty bên em đã có một cái sự khảo sát thị trường rồi. Giá cả cứ yên tâm cho em là cạnh tranh, hấp dẫn so với những sản phẩm cùng loại và các hãng cho em. Cùng loại có nghĩa là cùng chất liệu với Thủy Tinh Ngọc, nhưng các hãng khác thì là giá thành cao hơn và ngược lại thiết kế lại không đẹp được bằng. Nên là Thủy Tinh Ngọc đứng vững ở thị trường Việt Nam mấy chục năm nay rồi các chị nha. Không phải là Thủy Tinh Ngọc là sản phẩm mới gì đâu.